Từ bữa nghe tin sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc, cả nhà tôi ai cũng mừng quá trời mừng. Sầu riêng mà xuất được sang bên ấy nên kỳ này tăng giá quá trời, mừng là phải rồi. Chào các cô chú. Cô chú đang tám chuyện gì mà vui quá vậy? À, cô Bảy, cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đây rồi. Tụi tôi vừa nhắc đến cô thì cô tới, may quá trời. Dạ, đợt này sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc rồi, chắc là các cô chú cũng có nhiều thắc mắc lắm hen. Phải đó cô. Vậy thì các cô chú cứ hỏi nghe, con sẽ cố gắng giải đáp thật chi tiết luôn. Cảm ơn cô Bảy trước hen. Cô Bảy này, muốn xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, tụi tôi cần làm những gì thế cô? Dạ, đầu tiên là vùng trồng sầu riêng, muốn tham gia xuất khẩu phải có mã số do Cục Bảo vệ Thực vật cấp nè và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt nha. Quy trình thì các cô chú cũng đã được phổ biến lần trước rồi đó à. Nếu quên thì cô chú vào trang web sẵn sàng xuất khẩu để tham khảo lại nha. Vùng trồng nhà tôi vừa mới đăng ký xuất khẩu cách đây không lâu, không biết là Trung Quốc còn yêu cầu cụ thể gì nữa cô ha? Dạ, tất cả các vùng trồng của cô chú đều được giám sát, quản lý và kiểm soát sinh vật gây hại luôn. Cụ thể là sao cô ha? Dạ, là vùng trồng nhà các cô chú muốn xuất khẩu nè, phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, vùng trồng của các cô chú phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt cùng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, IBM. Còn cái sao cô nói gì mà kiểm soát sinh vật gây hại là sao ha? À, đó là một trong những yêu cầu rất là quan trọng. Các cô chú lưu ý giúp con à nghe. Vùng trồng cần được thực hiện các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà Trung Quốc quan tâm theo tiêu chuẩn của ISBM số 6 nghe. Nếu mà mình phát hiện sinh vật gây hại thì phải sử dụng các biện pháp sinh học hoặc hóa học để phòng trừ ngay nha. Quá trình giám sát sinh vật gây hại này diễn ra như thế nào vậy hả cô? Dạ, các cô chú cứ yên tâm, quá trình giám sát này sẽ được tập huấn cụ thể cho các cô chú luôn à nghe. Nếu mà quên á, thì mình có thể truy cập vào trang sẵn sàng xuất khẩu của Cục Bảo vệ Thực vật để xem lại. Các cô chú lưu ý là quá trình này sẽ được cán bộ kỹ thuật ở huyện nè hoặc chi cục giám sát thường xuyên nha. Ồ, vậy thì tốt quá, vậy chắc là xong rồi cô hả? Chưa xong đâu chú Tư ơi. Còn việc quan trọng nữa là ghi chép và lưu lại hồ sơ giám sát và kiểm soát sinh vật gây hại để cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc khi có yêu cầu. Cái này thì Cục Bảo vệ Thực vật đã có phần mềm nhật ký điện tử Farm Diary rất tiện lợi cho các cô chú sử dụng nha. Các cô chú không cần phải viết tay đâu ạ. Rồi quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nữa, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng nè, vệ sinh vườn trồng sạch sẽ cũng phải được thực hiện luôn nha các cô chú. Ồ, chút nữa là tôi bỏ sót mất cái bước này rồi. Cảm ơn cô Bảy nha. Chào mọi người, hình như là tôi đến muộn rồi phải không? Ồ, chú Hai Thuận đó hả? Chú Hai này mà cũng sang đây nhờ cán bộ chi cục giải đáp thắc mắc đó hả? Dạ, đúng là vậy đó. Nghe nói có hội nghị phổ biến quy định về xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, tôi phải tới liền chứ. Chẳng là tôi với anh Tư đây, tính vụ này xuất khẩu đi Trung Quốc, còn nhiều điều chưa rõ, mong cô giải đáp giùm tôi hen. Vậy cô cho tôi hỏi, đối với cơ sở đóng gói của tôi thì cần tuân thủ những yêu cầu gì? Đối với cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, trước tiên mình cần phải được là cấp mã số cơ sở đóng gói bởi Cục Bảo vệ Thực vật và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt à nghe. À, cái này thì tôi cũng nghe nói qua. Thấy bảo còn phải thu mua lại những vườn trồng sầu riêng đã được cấp mã số, không biết là có đúng không cô hen? Đúng rồi chú Hai, vậy nên lúc đi thu mua chú nhớ kiểm tra kỹ mã số vườn trồng nghe. Nếu mà chưa chắc chắn, chú có thể vào trang web sẵn sàng xuất khẩu của Cục Bảo vệ Thực vật để tra cứu. Tôi nhớ rồi. Tôi nghe nói là yêu cầu nhà đóng gói bắt buộc phải có cán bộ kỹ thuật phải không cô? À dạ, đúng rồi, mỗi nhà đóng gói phải có nhất một cán bộ kỹ thuật được đào tạo về quy trình đóng gói, kiểm tra và nhận diện sinh vật gây hại. Cán bộ này phải kiểm tra từng lô hàng trước khi xuất kho nha. Cái này phải kiểm tra cẩn thận à nha, tránh để ra đến cửa khẩu mà bị phát hiện sinh vật gây hại trên lô hàng thì sẽ bị trả về, là thiệt hại lớn lắm đó các cô chú. Vậy thì tôi yên tâm rồi, ngoài ra còn có yêu cầu gì không cô? Chú lưu ý là cơ sở đóng gói có các khu chức năng nè, phải tách riêng biệt với khu sinh hoạt và có sự ngăn cách giữa các khu chức năng luôn. Điều kiện này thì cơ sở của tôi đảm bảo đạt.
cũng như vùng trồng vậy đó, thì cơ sở đóng gói cũng phải được ghi chép đầy đủ và lưu lại hồ sơ theo đúng quy định của Việt Nam và Trung Quốc nha. Tới đây thì Cục Bảo vệ Thực vật đang xây dựng phần mềm để các cô chú có thể ghi chép online cả trên máy tính và điện thoại luôn, tiện quản lý kỹ thuật cho cơ sở của mình mà đỡ lít kích giấy tờ tùm lum. Hey, tôi nhớ rồi, xem ra cũng không có gì phức tạp à nha. Dạ, mới năm đầu thì còn nhiều điều chưa rõ, chứ một hai vụ nữa là quen ngay thôi đó mà. Tụi tôi cũng hy vọng như vậy á cô. À cô Bảy này, trong trường hợp mà cơ quan kiểm dịch phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực vật thì có sao không cô? Dạ rất tiếc, nếu trường hợp phát hiện thấy đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống mà Trung Quốc quan tâm lá hoặc đất thì toàn bộ lô hàng sẽ không được xuất khẩu sang Trung Quốc luôn à. Trong một số trường hợp á, vườn trồng hoặc là cơ sở đóng gói liên quan sẽ không được xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong thời gian còn lại của mùa vụ ạ. Ồ, nghiêm trọng à em. Vậy liệu các vụ sau này còn xuất khẩu được không cô? Dạ có thể chú Tư ơi, nhưng chú phải thực hiện điều tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục trước khi mà được khôi phục xuất khẩu nha. Quy trình này đã được hướng dẫn rồi, nên nếu có quên á thì chú cứ xem lại trên trang sẵn sàng xuất khẩu nha. Nghe kỹ ghê hen. Không biết khi kiểm dịch thì cán bộ có lấy mẫu nhiều không cô nhỉ? Dạ, việc kiểm tra lấy mẫu 2% là để kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu. Đối với những lô hàng đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Ờ, việc kiểm dịch này được thực hiện luôn tại cơ sở đóng gói à cô? Có thể được thực hiện ngay tại cơ sở đóng gói, có thể là ở cửa khẩu nữa, tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể cô Nam à. Vậy là chúng ta phải hết sức lưu ý cái vấn đề sinh vật dịch hại này rồi. Phải đó, không chỉ cơ sở đóng gói mà ngay cả vườn trồng cũng ảnh hưởng nặng nề nếu không tuân thủ. Dạ, các cô chú nói đúng rồi đó. Trong quá trình mình xuất khẩu nè, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc có thể sẽ tiến hành kiểm tra thực tế bằng hình thức trực tiếp hoặc là trực tuyến tại vùng trồng sầu riêng của Việt Nam luôn. Ngoài ra, các cô chú nhớ là trước khi mà mình xuất khẩu á, phải chủ động kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên sầu riêng nha. Nếu mà phát hiện lô hàng có dư lượng vượt mức cho phép là sẽ bị trả về hoặc là tiêu hủy luôn đó. Thiệt là cảm ơn cô đây đã giải đáp các thắc mắc của tụi tôi nha. Ừ phải đó, phiền cô quá hả? Dạ không có gì đâu à. Các cô chú nhớ nha, nếu mà mình không phòng ngừa tốt sinh vật gây hại mà Trung Quốc quan tâm, quản lý được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì nguy cơ Trung Quốc ngừng nhập khẩu toàn bộ sầu riêng của Việt Nam là rất có khả năng xảy ra. Mình vì mọi người vì mình, chúng ta cùng nhau sản xuất chuyên nghiệp, bền vững, góp phần xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam nha. Mà bà con có biết á, thương hiệu là gì không? Nói nôm na nó là gì nè, thương hiệu là cái hiệu để người ta thương. Người ta thương vì mình làm ăn đàng hoàng, tử tế, biết ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Nếu các cô chú còn gì chưa rõ, cứ liên hệ với chi cục hoặc Cục Bảo vệ Thực vật hay là mình truy cập vào website sẵn sàng xuất khẩu để tham khảo thêm thông tin nha.